Đây là khách sạn 4 sao ở thủ đô Phnom Penh các bạn, có giá 33 đô nha. Phòng thiết kế đẹp, đặc biệt là tiền sảnh rất rất đẹp, trang trí nghệ thuật. Mình thích cái phòng này và có view nhìn ra ngoài. Đây là khu vực hồ bơi của khách sạn nằm ở tầng 7. Rất là thoáng các bạn, gió lộng lộng luôn. Nhìn xuống đại lộ Mô Ni Vông của thủ đô Phnom Penh. Chiều hôm nay chúng ta sẽ ăn hai món ngon ha. Món đầu tiên là móc cá. Món thứ hai là gỏi xoài tôm khô và cá chiên. Ngay trong nhà hàng của khách sạn luôn các bạn. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 12 giờ trưa ngày 21 tháng 12 2023, và đây là đại lộ Mô Ni Vông ở thủ đô Phnom Penh. Chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến ở một khách sạn khác. Đây là khách sạn 4 sao có tên là Chi Mekong. Khách sạn này mình đặt trên trang Agoda có giá 33 đô, không bao gồm ăn sáng các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vô bộ phận tiền sảnh làm thủ tục nhận phòng nha. Khách sạn này bên ngoài nhìn rất bình thường nhưng bên trong rất đẹp các bạn, trang trí rất nghệ thuật. Ngay phía bên ngoài đặt một cái lu, đây là một dạng lu nước mà ở bên Campuchia sử dụng rất nhiều, lá chầu bà, bèo, dâu và có một số con cá 7 màu nha. Ở vùng nông thôn của Campuchia hiện tại họ sử dụng những cái lu như thế này để đựng nước mưa rất rất nhiều. Và đây là bên trong. Ngay khi bước qua cửa chúng ta sẽ thấy tượng của một vị thần ở Campuchia. Đây chúng ta xem nha. Một cảm giác rất nhẹ nhàng các bạn. Đây mình quay cận cảnh hơn ha. Chỉ 12 giờ trưa thôi các bạn ha, nhưng mà nhân viên lễ tân rất là thân thiện, nói là hiện tại có phòng cho nhận phòng luôn. Ở đây đã trang trí cây thông Noel rồi nè. Đây chính là khu vực tiền sảnh ha, các bạn thấy không? Màu sắc vừa tươi sáng vừa ấm cúng. Như vậy là trong đợt này mình đã từng ở tất cả là 3 khách sạn 4 sao ở thủ đô Phnom Penh. Một khách sạn gần Wat Nom. Một khách sạn là có cái view nhìn xuống toàn bộ cái cảnh của tượng đài Độc Lập. Và đây là khách sạn thứ ba. Trong đó là mình thích cái khách sạn thứ hai có cái view nhìn toàn bộ cái cảnh của tượng đài Độc Lập và khách sạn này các bạn. Đây chính là bộ phận lễ tân nha. Rồi chúng ta nhìn qua đây. Có một số tranh ảnh bưu thiếp. Đó, trang trí của họ rất nhẹ nhàng nha. Kiểu dáng của bàn tay Phật ha. Ở đây là mình nhớ về những tranh ảnh của ở bên Lào.
thiết kế của một con thuyền các bạn. Mình cảm giác là chủ nhân của cái khách sạn này rất yêu nghệ thuật. Và ở đây là đầu tượng Phật nè. Cái cảm giác của khách sạn mang lại á, đó chính là một cái không gian thiền nhẹ nhàng các bạn. Và ở đây bên góc tay trái sẽ có nuôi cá koi. Đây chúng ta nhìn xuống nha, rất nhiều cá nè. Đó, bù lại quá trời không. Rồi, chúng ta tiếp tục ra sau, phía ngoài sau chính là nhà hàng nha. Và mình nghĩ là trưa hôm nay mình sẽ ăn trong nhà hàng này. Ở trên bức tường là một số những cái dụng cụ dùng để đánh bắt cá, hay là một số nông cụ. Nhà hàng có dịch vụ massage nha. Xin lỗi, khách sạn có dịch vụ massage. Lễ từng báo mình giá là hình như là 23 đô cho một tiếng đồng hồ các bạn. Đó, ngay góc này là hình ảnh của hoa sen. Đây là lý do tại sao mình nói là cái khách sạn này làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng, trầm lắng xuống. Dịch vụ massage từ 11 giờ sáng tới 11 giờ khuya ở tầng 9. Chúng ta đang bước vào khu vực nhà hàng nha. Giá 33 đô mình đặt được thì không có bao gồm ăn sáng các bạn ha. Ăn sáng là tính tiền thêm. Nhân viên lễ tân và nhân viên nhà hàng ở đây rất lịch sự. Mua một cái là họ chào hỏi liền. Và điều nói tiếng Anh rất khá các bạn. Và chúng ta quan sát là nhà hàng ở đây có cái cửa thông ra cái mặt tiền thứ hai ha. Như vậy là khách sạn này có hai mặt tiền lận. Đó, nhân viên của nhà hàng cười suốt. Bây giờ chúng ta đi ra và chúng ta sẽ theo thang máy lên những phòng nha. Một lát nữa chúng ta sẽ xuống nhà hàng để ăn trưa. Để xem thực đơn của nhà hàng này có gì ha. Rồi, quẹo phải ngay chỗ cái hồ cá. Đây chính là cái thang máy. Rồi, chúng ta theo thang máy lên tầng 6 các bạn ha. Bây giờ các bạn để ý nè, tầng 7 là hồ bơi, tầng 8 là fitness center. Rồi, meeting room thì tầng 2, tức là phòng họp đó. Vân ơi, mở ra. Khách sạn này có tất cả là 9 tầng các bạn. Đây là tầng 6 nha.
rất nhẹ nhàng các bạn. Mình rất thích cách trang trí ở đây. Rồi đây là phòng của mình 605. Rồi, để mình mở cửa ra nha. Rồi, mình đã mở cửa ra các bạn ha. Đi vô trong trang trí thực sự rất đẹp các bạn. Đầu tiên chúng ta thấy một cái tivi. Ở đây sẽ có hai chai nước, hai cái ly, cái đồ nấu nước, trà Lipton, cà phê. Ở đây có cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. View cũng thoáng các bạn. Đó. Thủ đô Phnom Penh ha. Bây giờ các bạn để ý cái phòng nè. Đó. Nhẹ nhàng nha. Đây là cái giường. Trên mỗi cái giường có một bức tranh. Có đồ sấy tóc. Có đèn. Có đồ điều chỉnh nhiệt độ. Rồi, có điện thoại. Bây giờ chúng ta sẽ bước qua đây. Ở đây các bạn sẽ thấy là có cái chỗ rửa tay. Có đồ sấy tóc. Có cái tủ lạnh mini. Rồi, chúng ta có tủ quần áo ngay đây ha. Và ở đây sẽ là cái phòng tắm. Đó. Dạng phòng tắm đứng các bạn nha. Màu sắc sử dụng rất tốt. $33 thôi các bạn ha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi tham quan khu vực hồ bơi nha, nằm ở tầng 7 các bạn. Đây là cầu thang bộ nè. Ở tầng 7 nha. Rồi đi qua đây chính là khu vực hồ bơi. Hồ bơi ở đây sẽ có một quán bar. Hồ bơi mở cửa từ 7 giờ sáng tới 9 giờ tối. Còn quầy bar thì mở cửa từ 10 giờ sáng tới 9 giờ tối nha. Cây xanh rất nhiều. Gió lồng lộng luôn. Hồ bơi sạch các bạn nha. Và hiện tại chỉ có một khách thôi. Gió mát quá trời luôn. Rồi, chúng ta qua góc tay trái nhìn xuống đường nha. Đây các bạn xem con đường bên dưới nha, đại lộ Monivong.
Và bây giờ chúng ta cùng ăn trưa trong nhà hàng nha. Mình đã gọi đến đây hai món các bạn. Món đầu tiên chính là Amok Fish. Đó. Đặt trên một chiếc thuyền. Ở đây là bằng gỗ nha các bạn nha. Mình nghĩ đây chính là cái phần gỗ của cây thốt nốt. Và món thứ hai đó chính là gỏi xoài với tôm khô và da cá họ chiên giòn. Ăn kèm với cơm trắng nha. Và nước mắm ớt. Rồi, mình đã ăn một phần amok cá các bạn ha. Cá ở đây họ sử dụng là loại cá lóc tươi ngọt thịt loại lớn. Phần amok này vị rất thơm, đặc biệt là cái phần sả rất thơm các bạn. Cái vị của nó thiên về vị đậm đà nha. Cái phần gỏi xoài chua ngọt đậm đà luôn. Tôm khô ăn ngon, cái phần da cá ăn giòn giòn rất đã miệng. Cả hai món ăn này thực tế mà nó là không cần thêm phần nước mắm, chỉ cần thêm chút xíu ớt vô là thì mới độ cay thôi, bởi vì vị của nó đậm đà rồi. Hơi tiếc chút xíu là cái phần cơm ở đây mình thấy họ làm, họ nấu nó không có ngon lắm so với một số nhà hàng khác mình đã từng ăn. Cũng là cơm ngon nhưng mà mình thấy là nó không ngon bằng thôi các bạn nha. Và giá cả của cả hai món ăn này phân khúc nhà hàng tương đối cao chút xíu so với một số nơi khác. Rồi chúng ta tập trung ăn nha. À, với hóa đơn trên 9 đô chính á, thì họ sẽ tặng kèm cho mình một ly rượu hoặc là một phần thức uống. Và sau đây là tổng số tiền các bạn ha, hai món ăn với cơm. Đó, 16 đồng 10. Họ tặng cho mình một ly cà phê latte và latte ngon các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Safari Sri Lanka.